Như vậy, sau bài học ngày hôm nay, cô tin rằng các em sẽ thêm yêu các làn điệu dân ca xứ Huế nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung. Các con hãy giữ gìn, phát huy và tuyên truyền cho nét đẹp sinh hoạt văn hóa âm nhạc này. Xin chào và hẹn gặp lại các em.